Trung Hoa Đệ Tử Quy. Quy tắc làm người con dành đệ tử tốt, thánh nhân dạy: trước hiếu thuận, kế cận tín, nên yêu người, gần người tốt để học hỏi, khi dư giờ nên học văn. Cha mẹ gọi nên dạ liền, cha mẹ bảo nên làm ngay. Cha mẹ dạy kính lắng nghe, cha mẹ trách phải tuân lời. Đông cho ấm, hạ cho mát, sáng hỏi thăm, tối yên giấc. Đi phải thưa, về phải trình, sống an cư, nghiệp không đổi. Đi phải thưa, về phải trình, sống an cư, nghiệp không đổi. Việc tuy nhỏ đừng xem thường, nếu xem thường lỗi đạo con. Vật tuy nhỏ đừng tự giấu, nếu tự cất cha mẹ buồn. Cha mẹ thích hãy gắng làm, cha mẹ ghét trừ bỏ ngay. Thân bị thương cha mẹ lo, việc tổn đức cha mẹ thẹn. Khi được thương dễ hành hiếu, khi bị ghét vẫn hiếu kính. Cha mẹ lỗi tìm cách khuyên, mặt vui tươi lời hiền hòa. Đừng tự chê, đừng tự đọa, thánh và hiền ai cũng sẽ dần dần đạt. Gương ma thuật thu nhỏ. Hy vọng lần này có thể sửa xong gương ma thuật. Thu nhỏ, thu nhỏ. Không sửa ngươi xong sẽ không đi ăn cơm. Để thật không hiểu chuyện. Mình là anh, phải để mình rửa trước chứ. Đem rửa trước. Ra đem. Chỗ khác. Em tới trước. Anh tới trước không mà. Được phép lãng phí nước như vậy. Hiểu hiểu, con làm anh nên nhường cho em đi. Để con cũng không thể tranh với anh như vậy. Dạ. Dạ. Hiếu hiếu, con là anh trai, làm anh trai nên nhường em chứ. Chỗ này. Để hiếu hiếu, ăn cơm thôi. Trước khi ăn cơm, chúng ta đọc lời cảm ơn. Dạ. Cảm tạ công ơn dưỡng dục của cha mẹ, cảm tạ công ơn cần lao dạy bảo của thầy cô. Cảm tạ các bạn học đã quan tâm giúp đỡ. Cảm tạ công ơn vất vả cần cù trồng trọt của các bác nông dân và tất cả những người đã phải bỏ công sức. Được rồi, ăn cơm thôi. Mợ ơi, có cái muỗng không? Quên lấy muỗng rồi. Mợ đi lấy, các con ăn trước đi. Em gấp chứ. Của anh mà. Của em. Của anh. Rõ ràng là của anh mà. Của anh. Của em mà. Của anh gấp trước. Trả lại cho anh. Anh là anh trai mà. Của anh. Em. Hiếu hiếu và để trước đây đều biểu hiện rất tốt.
hôm nay sao lại không hiểu cái gọi là đạo làm anh biết thương em, đạo làm em biết kính dân. Anh em thuận là có hiếu. Anh chị yêu thương em trai em gái, em trai em gái tôn kính anh chị. Như vậy anh chị em sống cùng nhau mới hòa thuận vui vẻ chứ. Ba mẹ mới thấy vui vẻ. Hai anh em lại cãi nhau rồi. Mẹ, có chuyện gì không mẹ? Tiểu Sủng ca, mẹ biết con có rất nhiều phép thuật lợi hại. Có phép thuật nào có thể làm anh em hòa thuận không? Gần đây hai anh em hiếu rất hay cãi nhau. Thật lo lắng. Có thì có, nhưng mà phép thuật cuối cùng cũng không thể dùng cả đời. Một khi phép thuật hết hiệu lực, họ vẫn là mãi mãi không thể hòa thuận được. Vẫn còn một chuyện nữa Tiểu Sủng ca, tại sao con không ra ăn cơm? Đi, đi ăn cơm thôi. Dạ nhưng mà con vẫn chưa sửa xong. Đừng có nhưng mà nữa, ăn cơm nhất định phải đúng giờ. Giữ gìn sức khỏe, có sức khỏe mới có thể làm việc, có biết chưa? Để, sao vào phòng anh lại không gõ cửa? Anh, có chuyện tranh câu chuyện giáo dục em danh mượn bữa trước đâu, trả lại cho em. Là cuốn này đúng không? Dạ. Em giới tới anh sẽ trả lại cho. Đưa em, đưa đi. Tới đây. Đưa đi. Đưa em. Giới tới anh đưa cho. Trả giới đi. Trả đi. Đáng ghét. Trả cho em. Căn phòng bí thật lớn quá. Không đúng, không phải căn phòng biến lớn mà chúng ta biến nhỏ. Là gương ma thuật. Là gương ma thuật biến chúng mình nhỏ. Em coi, cứ giành tới giành lui hoài, kết quả là chúng ta gặp phải gương ma thuật của Tiểu Sủng ca, đều biến thành nhỏ rồi. Nếu anh sớm trả lại sách cho em thì không có chuyện này rồi. Cầm lấy. Đều là tại anh. Bọn mình phải nhanh chóng biến lại kích thước ban đầu mới được. Anh sao phải leo lên đó? Trên đó có gương ma thuật, soi vào gương ma thuật chúng ta có thể trở lại bình thường đó. Sách à, lần này mình phải tự đi rồi. Chúng ta lại phải chia ly. Bạn ở đây đợi mình. Để không sợ, để dũng cảm nhất. Để mau đứng dậy đi, anh sắp rơi xuống rồi. Để chúng ta cùng nhau hợp tác leo lên đó đi. Em leo lên vai anh đỡ em lên trên. Cẩn thận đó. Anh mau tới đi. Nè. Được,
Chúng ta tiếp tục cố gắng trèo lên trên đi. Dạ, em biết rồi. Để chúng ta nghỉ một chút đi. Anh mệt quá rồi. Tay em kéo anh lên đều sưng hết rồi. Nếu như có thể như rèm cửa bị gió thổi bay tới trên bàn thì tốt rồi. Để anh có cách rồi. Chúng ta dựa vào gió. Để anh dẫn em đi. Dạ. Nhất định không được rơi xuống. Để chuẩn bị. Hey. Nhảy. Dạ. Lợi hại. Ý, cuối cùng cũng leo lên được rồi. Cuối cùng cũng được rồi. Đi thôi, chúng ta phải đi tìm gương ma thuật. Để anh soi trước cho. Không, để em soi trước. Lúc nãy gương ma thuật trừng mắt nhìn em đó. Đừng lo, đây là gương ma thuật rất bình thường mà. Lần này phải làm sao? Chúng ta sao không tới? Chúng ta sẽ cứ nhỏ mãi như vậy. Lần này chỉ có mình soi trước rồi, mình có thể leo lên. Em cũng muốn leo lên soi. Mau xuống đi. Buông tay ra, nếu không anh sẽ ngã. Anh giúp em leo lên trước. Mau, mau buông ra. Tại em hết đó. Em cũng không phải cố ý mà. Anh coi kìa, gương ma thuật đang nhảy xuống, đang nhảy xuống. Đâu mất tiêu rồi. Mình phải tiếp tục sửa gương ma thuật. Gương ma thuật không phải chạy ra ngoài rồi chứ. Qua bên này xem. Tiểu Sủng Ca, mau cứu tụi em. Bên này nè. Mau lên. Tiểu Sủng Ca, cứu tụi em. Tiểu Sủng Ca. Anh đừng đi. Tiểu Sủng Ca, anh đừng đi mà. Đừng đi. Chúng ta sẽ không thể trở lại như cũ được. Hiếu, con ngủ chưa? Hiếu. Mẹ. Không biết Hiếu đi đâu rồi. Mẹ qua đây là muốn con hiểu rằng mẹ chắc chắn sẽ rời bỏ thế gian trước con. Người thân có thể đi cùng con khoảng thời gian dài nhất trên con đường đời, thực ra chính là anh chị em của con. Nhưng con lại làm không được, đạo làm anh biết thương em, đạo làm em biết kính dân. Đợi con hiểu được mới cảm thấy hối hận thì cũng đã muộn rồi. Mẹ không lúc nào là không suy nghĩ cho mình. Nhưng mình hoàn toàn không hề nghĩ tới cảm giác của mẹ.
thường hay tranh cãi với đệ đệ. Mình thật là... Mẹ ơi, con sai rồi. Mình không thể để mẹ lo lắng buồn phiền nữa. Đệ đệ, chuyện hôm nay đều là lỗi của anh. Do anh không biết yêu thương em. Anh ơi, chúng ta bây giờ có thể biết lớp trở lại không? Cái này bây giờ vẫn chưa được. Chúng ta nhất định phải tìm được gương ma thuật thu nhỏ. Chúng ta nhỏ như vậy làm sao được? Để em đừng lo, để anh nghĩ cách cho. Nó hình như không có ác ý gì. Anh qua đó coi sao, em đợi ở đây nha. Anh cẩn thận đó. Anh biết rồi. Không biết có được không, để thử coi sao. Để mau qua đây đi. Chúng ta có thể cưỡi lên nó bay ra ngoài giường tìm gương ma thuật. Chuẩn bị xong chưa? Chúng ta bay nha. Đã tìm lâu như vậy rồi. Thật là gương ma thuật rốt cuộc đi đâu? Khổ cực cho mày rồi. Mày nghỉ ngơi chút đi. Em cũng muốn nghỉ một chút. Để bám chặt anh đi. Anh ơi. Lo, có anh ở đây rồi. Anh ơi, em không sợ đâu. Em sai rồi anh ơi. Em thật sự sai rồi. Anh ơi, anh mau coi kìa, chim lớn bay rồi. Cảm ơn tiểu trùng. Cảm ơn tiểu trùng, cảm ơn. Hả, mau nhìn kìa, là gương ma thuật. Quá ra là gương ma thuật cứu chúng ta. Em đừng tranh với anh nữa. Không được. Nói em soi trước thì em soi đi, em là em mà. Không, em nhỏ nên để anh trai soi trước. Con bỏ rùa to quá. Em trai, chúng ta biết trở lại rồi. Biết trở lại rồi. Anh ơi, em rửa xong rồi. Anh à, anh ăn trước đi. Không, em ăn trước đi. Tiểu Sủng ca, có phải còn sử dụng phép thuật không? Dạ,
con không nhớ có sử dụng qua phép thuật làm anh em Hòa Thuận. Thôi bỏ đi, nhìn thấy Hiếu Hiếu vậy để Hòa Thuận như vậy, tâm trạng của mẹ cũng trở nên rất tốt rồi. Ăn cơm đi Tiểu Súng Ca. Dạ. Cuối cùng cũng sửa xong. Câu chuyện hôm nay chính là như vậy đó. Các bạn nhỏ từ trong đó rút ra được bài học gì nào? Đúng rồi, chính là đạo làm anh biết thương em, đạo làm em biết kính chân, làm anh chị phải yêu thương em mình, làm em phải hiểu được cung kính anh chị. Chúng ta phải nhớ, kết quả của việc tranh giành nhau chỉ đổi lý đau khổ mà thôi. Nhất định đừng học theo những hành động của Hiếu Hiếu và Để Để như trong đoạn phim đầu nha. Được rồi, câu chuyện đến đây thôi. Chúng ta hẹn gặp lại ở tập tiếp theo nha. Tạm biệt. Học làm người tốt do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
đã phát. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Thank you.
Nam mô A Di Đà Phật.